Hiện tại thì Thân đang đứng cái vị trí là điểm cuối quy hoạch đường 991B để kết nối ra đường Hội Bà Châu Pha. Thì trên màn hình của Thân thì đó là đường Phước Hòa Đá Bạc Bông Trang. Hiện tại thì tuyến đường này là nó giúp cho việc kết nối từ cảng Cái Mép Thị Vải, khu công nghiệp Phú Mỹ 3, kết nối ra quốc lộ 51 và tuyến đường Hội Bà Châu Pha là đường Vành Đai 4 sau này. Thì Thân sẽ cập nhật về cái tuyến đường này ha. Đường này là đường Hội Bà Châu Pha ha. Thì cái tuyến bên ngoài này là tuyến đường Hội Bà Châu Pha nè. Rồi, đây là cái tuyến đường 91B hiện tại đang làm. Thì cái hướng về cái vị trí này thì sẽ ra quốc lộ 51 và đi vào khu công nghiệp Phú Mỹ, cảng Cái Mép Thị Vải ha. Thì đây là xung quanh quy hoạch tuyến 991B này. Tuyến 991B này cũng là một tuyến giao thông quan trọng của